Hello everyone, welcome to my channel again. Chào mừng cả nhà đã đến với video lần này của mình. Ngày hôm nay thì sẽ là một chủ đề rất là mới, mình chưa làm bao giờ cả. Đó là press nail, có nghĩa là đã cài móng để dán lên móng tay thật của khách ấy. Today I'm going to introduce you about to do the press nail on. The press nail I already ordered from eBay, and you can have a look a lot of different choice on there. Now I use a blue tack to stick on the nail. Before I apply the acrylic, so make sure you press on it firmly. Mình sẽ cho cái keo lên, cái cục keo lên để mình dán móng lên cho chắc. Sau đó mình sẽ đắp bột lên nhé. Mình sẽ dùng màu của Nail Polish 03. I'm using the black 03 from Nail Polish to apply the on the nail. So they already the form, the nail form already with the coffin shape. So now we just apply the acrylic following the form. It's really easy. Let's go. It's so easy to apply the acrylic on the press nail on. Special with the Nail Polish powder. Every press I did try, and I got a feeling Nail Polish is my favorite one, even the black color. I feel really confident to use them, and I don't feel when I using them, I don't scary they're going to make them messy, because the powder is really easy to control. Bây giờ thì cái form móng đã có sẵn rồi, thì mình bây giờ chỉ apply cái acrylic theo cái form móng đã có sẵn thôi, rất là dễ đúng không? Và mình lựa chọn Nail Polish bởi vì cái màu của nó rất rất là dễ điều khiển và không sợ bị bẩn kể cả là màu đen nhé. Rồi, tiếp theo sang móng tiếp theo nè, móng thứ hai nhá. Bởi vì đây là cái móng cái, nó rất là to cho nên mình sẽ apply hai lần bột. Because it is a thumbnail, so it's a little bit bigger. So that's why I apply two times of acrylic. Actually, the way we apply on is exactly like the way we apply on the customer nail, but I feeling it's easier. Right, just make sure you spread the brush to side and make sure they are going down and smoothly to cover the nail form and to cover to side, okay? Bởi vì là cái thường thì đắp móng cái này thì cũng giống như đắp móng thường bình thường thôi. Mình cứ đắp ở hai bên ốp phao cho móng nó gòn, nó không có bị bè, ok? Chia sẻ một chút về cách đo móng nhá. Thì trong cái video này thì mình không có quay cái cách
dán móng, à có nghĩa là cách đo móng, nhưng mà mình có thể chỉ qua đây là mình có thể dùng tất cả các loại thước, giống như kiểu là thước cái thước mà mình đi học ấy, thì mình bảo khách đo ngang móng và sau đấy mình sẽ lấy cái số đó mà khách gửi cho mình, rồi mình sẽ dùng cái móng của mình để chỉnh vào, bỏ vào cái thước đấy để mình cắn sao cho lấy được cái số đó của cái móng nó tương đối là chuẩn với cái móng tay, cái ngón tay của khách. Thì thường khi mình bỏ vào cái hộp để cho gửi cho khách ấy, thì mình sẽ cho vào một cái rũa nhỏ và một cái Cusco pusher, có nghĩa là một cái đẩy Cusco lên để trước khi khách có thể gắn móng vào, và tất nhiên là có cả glue nữa. Ok, nếu mọi người không hiểu thì mọi người có thể nhắn cho mình. I'm going to share to you about the how to measure, how to tell your customer to measure the nail. So just use the ruler, you know, which one you're using when you're going to school. You can measure the nail on there and then tell your customer to send the detail, and you're going to use the number of the, you mean the like the nail of customer to, you mean using quick, you mean quick side of the tip to make them like closest to the form of your customer. I going to put, you mean I give my customer a mini file, you mean, and Cusco pusher and glue. So if they are a little bit bigger, the customer may can find them a little bit too size, a little bit smaller. Hopefully this video will be helping you to make it. Okay, if you have any question, inquiry, can you please message me? I always happy to answer if I know. Thank you.
Look, I try on my finger. Look good, doesn't it? They fit perfectly. Đấy, bây giờ mình sẽ dùng rũa để rũa nhá. Và cái này thì mình đã vào form rồi, thì mình chỉ cần rũa nhanh một tí, rũa nhanh thôi. Very quick file because they already in the form. And then we can buffer if your like acrylic apply really like smoothy already, or you can have little bit electric file to make them smoothy. But you mean like you not really need to do it a lot because this product, you know, not polish, is really smoothy like butter already when I apply on. So it really quick and easy. Before we apply the top coat, let's buff them quite careful, okay? Especially in two sides to make them smoothy. Mình đánh buffer kỹ một tí nhất là hai bên nhé, để cho nó rất là mượt được khi mình sơn top coat. Đấy. Và sau đấy mình sẽ sơn top coat và hơ 60 giây. Và sau đấy mình sẽ cho vào hộp. Hey, after you apply the top coat, put in the LED lamp for 60 seconds, and then we're going to pack them for your customer. Yeah, really easy and quick. So hopefully my video it will be like helpful for you. Okay. Now I going to apply the top coat on because of my customer, she like matte top coat. So I going to apply matte top coat on, okay? Sometimes I feel tired. Okay, bây giờ thì thành phẩm đã xong rồi. Now they already done. And you know what? This box I order it from Amazon. You can have a look on Amazon or eBay. A lot of thing on there for you to choose. You know, different color, different design. I choose red because red is my favorite color. Okay, I using the double side sellotape and then to stick the nail on before you send it to customer. Cái hộp này thì mình có thể mua ở Amazon hoặc eBay, tất cả mọi thứ trên đấy nó rất là nhiều mẫu mã. Và bây giờ mình sẽ dùng cái băng dán hai mặt để dán lên cho khách để cho nó chắc chắn nhá. Và tất nhiên là nhớ cho khách mình một cái glue này, strong glue, một cái Cusco pusher. Một cái Cusco pusher thì tiếng Anh gọi là orange stick, nhưng mà là cái băng gỗ ấy. Thì mọi người mua một cái túi băng gỗ đấy thì nó rẻ hơn rất là nhiều. Và cái file, nhưng mà cái rũa nhỏ. Và trình từ sắp xếp móng thì mình sẽ sắp xếp từ ngón cái, sau ngón trỏ, rồi sau đến ngón giữa, sau đấy lại tiếp tục ngón cái, sau đến ngón trỏ, ngón giữa, ngón đeo nhẫn, cả đó, kiểu đấy, để cho khách nó dễ hình dung hơn. Ok, I put the strong glue on for them, and orange stick for the Cusco pusher, and a little file, you mean, for your customer when they are want to find them a little bit smaller for them to easy to push it on. Look, this is a mini file. I bought it on Amazon as well. And the way I put the nail on is like from the thumb, index finger, middle finger, and then again thumb, you know what I mean, like that, for the customer to easy to understand and they know where they can start from. You know, I mean, I think everyone will be know, but you know, I mean, it's easier for them, save time for customer, okay? And just want to show your customer about how you care about them. Look, it's an orange stick, and this is a fire, and the strong glue. Đó, cái này là xong rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình nha. Thank you for watching the video. Okay, thank you, bye bye.